Chào tất cả mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ review một cái sản phẩm phải nói là giá cực kỳ rẻ luôn. Và cái này thì mình thấy rằng nó sẽ khá là phù hợp cho một số những anh em nào chúng ta làm vlog hoặc làm youtuber. Với cái chi phí mà mới đầu chúng ta làm chưa có chi phí ấy, để đầu tư các máy móc hiện đại và những cái máy móc mà nó đắt tiền thì đây cũng là một cái mà chúng ta có thể cân nhắc. Và mình thấy rằng khi mà lướt web thì cũng thấy rất là nhiều anh em review cái sản phẩm này và cũng bán được cái số lượng lên tới hàng chục nghìn sản phẩm với đánh giá đến 4.9 sao. Mà cái giá thì vô cùng rẻ, chỉ có 120.000 thôi các bạn ạ. Thì đây là một cái loại mic không dây, mic là mic thu âm không dây kết nối với điện thoại để chúng ta có thể cài vào áo thu âm cho âm thanh nó chuẩn hơn và nó khử ồn tốt hơn. Thì mình đấy là mình xem những cái đánh giá của các anh em mà đã review trước. Còn không biết là nó có thực tế như vậy hay không thì trên tay mình đang cầm một cái sản phẩm như vậy đây. Và cái này là model K9 nha, model K9 này. Đây nó có ký hiệu là Wireless Microphone này, có nghĩa là mic không dây, mic kết nối không dây nha. Và với cái loại mic không dây này thì nó sẽ có cái kiểu dáng đây, các bạn có thể nhìn sơ qua bên ngoài đây. Đây là cái cài vào áo này, và ngoài ra nó sẽ có một cái chân để kết nối với điện thoại, cắm trực tiếp vào cái rắc sạc điện thoại luôn, kết nối điện thoại luôn. Và cái này nó cũng sẽ có các cái chân kết nối, ví dụ như là dành cho tai C hoặc là dành cho iPhone. Đó, thì ở đây mình đang sử dụng cái rắc dạng tai C. Đó, bây giờ thì mình sẽ thử rút ra nha. Và bên trong sản phẩm này với cái giá rẻ như vậy thì mình thấy rằng nó cũng đẹp hơn ngoài mong đợi các bạn ạ. Với cái giá là 120.000 thì mình nghĩ rằng nó không được đến mức độ như này đâu. Hộp của nó còn được đẹp như này. Đây, đó, và mình sẽ rút ra từng sản phẩm nha. Đây là cái mic này. Mic này nó sẽ có 2 mic nha. Với cái giá này là sẽ bao gồm là 2 mic này. Và với cái mic này thì nó sẽ có cái nút bấm nguồn này. Đó, cài vào áo này. Ngoài ra sẽ có cái cổng tai C này để chúng ta có thể sạc. Sạc bằng các cái sạc của điện thoại các bạn nhá. Đó, đây là một cổng này, một mic này. Đây là cái mic thứ hai này. Mình sẽ bóc luôn này ra cho nó nhìn cho nó đẹp. Rồi. Nhìn trông cũng chả biết được đẹp hay xịn các bạn. Chút nữa thì mình thử cái chất lượng âm thanh xem nó như thế nào. Mình cũng thấy rằng anh em đánh giá là cái này có thể thu âm tới 15 mét nó vẫn rất là ok luôn. Tất nhiên là nó có thể nó thua kém cái gì đó rất là nhiều ở những cái sản phẩm đắt tiền. Nhưng mà nói chung là với cái giá thành như này thì chả đòi hỏi gì cao được. 120.000 là quá rẻ rồi các bạn ạ. Gần như chả có ai làm được ngoài các anh Trung Quốc cả. Đó, đây là cái chân thu đây. Cái này là cái chân thu này, nó sẽ cắm vừa với cả cái rắc điện thoại luôn các bạn nhé. Và cái loại này nó sẽ có hai kiểu chân, một là tai C, hai là chân dành cho điện thoại iPhone. Đây là mình sử dụng cái tai C, bởi vì điện thoại mình là dùng tai C. Đó. Về cái phần chi tiết ngoài thì nói chung cầm này rất là nhẹ các bạn ạ. Rất là nhẹ. Chân kết nối này cũng gọi là được. Còn cái phần via này thì nó có cảm giác như chưa sắc nét những cái đồ xịn được. Đó. Còn cái mic này, mình thử xem cho các bạn cận cảnh với cái mic nha. Mic thì nói chung là cũng khá là ok. Nhìn trông nó cũng khá là tiện. Mình thấy rằng hình như có cả một cái mic phụ nữa, một cái mic chính đây. Mic chính thì nó nằm ở phần này, hướng về miệng chúng ta nói này. Tức là chúng ta cầm hướng về đâu thì nó sẽ thu âm đây này. Ngoài ra thì sẽ có một cái mic phụ nữa. Cảm giác như là khi mà chúng ta quay với người đối diện thì người đối diện nói nó sẽ thu vào cái mic này. Đây chính là chắc là mình nghĩ là mic phụ đấy các bạn. Đó. Ở đây dưới này thì chả biết nó là cái gì nữa. Một cái lỗ này. Đấy. Đây. Còn cái này là cái cặp vào áo. Nói chung là cái độ đàn hồi tương đối tốt. Về cái phần mình xem bên trong nào. Cái lò xo nó xiếc nó xem như thế nào. Nói chung là cũng khá là đẹp đấy các bạn ạ. Khá là đẹp. Và cái phần mút này chính là cái mà nó khử độ ồn này. Ví dụ như là chúng ta quay ngoài trời mà có tiếng gió các thứ này, hoặc là quạt các thứ này, thì nó sẽ khử đi cái tiếng đó. Rồi, khá là ngon. Về cái phần hộp đựng thì mình đánh giá rất cao cái hộp đựng này. Làm rất là chi tiết sắc sảo, chữ nghĩa in cực đẹp. Đây, mặc dù chỉ có 120.000 thôi các bạn ạ. Đây là kiểu kết nối của nó này, có thể cắm vào đây luôn này. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có một cái rắc này. Mình nghĩ rằng cái này nó sẽ sử dụng luôn bằng nguồn của từ điện thoại xuất ra nhé các bạn nhé. Và một cái chân này có thể là khi chúng ta vừa quay video vừa cắm sạc vào đây để nó truyền luôn vào điện thoại. Mình nghĩ là như vậy, chứ nó không, cái này chắc là không có pin đâu. Đó, mình nghĩ là không có pin. Còn cái phần hộp này thì rất là đẹp. Nói chung cũng rất là đẹp. Ngoài ra sẽ có một cái sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn bên dưới này, mình cũng chả cần đọc làm gì cả. Nó kết nối rất là đơn giản. Cái mút này thì thấy rất là đẹp luôn này các bạn ạ. Rất là đẹp đấy. Còn cái này là một cái rắc tai C tặng kèm dây sạc. Đây.
nó sẽ cắm vào các cái mic này để chúng ta có sạc này. Đó. Và với cái mic như thế này thì mình nghĩ rằng cái thời gian chúng ta sử dụng thì chắc là cũng rất là lâu đấy. Quay chán nói mỏi mồm chưa chắc đã hết pin đâu. Nó giống như những cái tai nghe các bạn có thể nghe cả ngày trời. Mặc dù là pin của nó rất là nhỏ, mà cái tai nghe thì nó còn phải tiêu thụ trên loa, còn cái này thì nó còn chả có loa cơ, thì chắc là nó còn lâu hơn cả cái tai nghe. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành bỏ qua những cái phụ kiện này và kết nối điện thoại nha, kết nối trực tiếp với điện thoại mình đang quay. Và bây giờ mình sẽ quay thực tế xem là cái chất lượng khi thu âm bằng cái mic này như nào nhá. Cái đèn xanh này, khi mà đèn xanh như này ấy, nó lên đèn xanh như này tức là nó đã kết nối rồi. Alo 1 2 3 4. Khi mà đèn xanh nó lên là kết nối rồi mọi người nhá. Đây này, khi mà chúng ta chưa cắm cái cục thu thì nó không có đèn xanh đâu, nó sẽ nháy cái đèn đỏ nữa. 1 2 3 4 5 6 7. Bây giờ mình sẽ cài vào áo nhá. Đây, và hướng về cái phần miệng chúng ta nói này. Mình sẽ sử dụng một mic thôi, còn một mic này sẽ bỏ nhá. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra xa hơn này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Quan trọng là nó có cái độ khử ồn tốt thôi, cũng như là cái âm thanh của nó sắc nét là được. Thì mình đang quay trực tiếp bằng cái micro mình đang cài trên áo đây này. Nói từ miệng đến đây nó khoảng tầm gần 20cm mọi người nhá. Và sau khi mình đã quay một cái đoạn video và mình đã bật để nghe lại cái đoạn mà nó có bao gồm bật cái mic này lên, thì mình thấy rằng cái âm thanh của nó rất là tốt, cũng như là bây giờ mình cũng đang thu bằng mic này này. Đó, thì âm thanh rất là tốt, khử ồn rất là tốt, mặc dù có quạt đang bật đằng sau. Nó khử ồn tốt hơn rất là nhiều khi mà mình không cắm này, nếu như thu âm bằng cái mic trên điện thoại. Nhưng mà có một cái vấn đề, đó chính là khi mình đi vào trong nhà có vật cản, tức là mình đi qua cửa kính các thứ ấy, và trong phòng các thứ ấy, thì nó chỉ khoảng vài mét thôi là nó đã bị hiện tượng mất sóng rồi. Nhưng mà với một cái giá thành chỉ có 120.000 đồng thôi mà nó bao gồm hai mic thu âm và một cái đầu thu, giá thành này nó thu âm như thế là rất là tốt rồi. Nhưng mà cái quan trọng nữa đó chính là khi mà chúng ta đã kết nối cái cục thu vào điện thoại mà chúng ta không bật mic này lên này, thì nó sẽ không thu được âm thanh nhá. Mặc dù trên điện thoại của bạn có mic trong nhưng mà nó sẽ chuyển hướng sang là thu âm bằng mic ngoài. Nhưng mà mic ngoài chúng ta chưa được bật, có nghĩa là chúng ta chưa bật cái nút này này. Đó, thì nó sẽ không có âm thanh thu trong cái video của chúng ta đâu. Thì đây là một cái điều chú ý cho các bạn. Bây giờ thì mình lại chuyển sang quay bằng cái mic trực tiếp trong cái điện thoại để cho các bạn có thể dễ so sánh. Thì nói chung là với cái sản phẩm 120.000 này thì mình thấy rằng cũng rất là xứng đáng để sử dụng nếu như chúng ta không có nhu cầu là quá cao. Còn nếu như chúng ta mà làm chuyên nghiệp mà có cái về nền kinh tế nó tốt thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái bộ mà nó lên tới vài trăm nghìn hoặc thậm chí là vài triệu thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn rồi, chứ không thể nào mà đánh giá chất lượng ngang nhau được. Còn cái này thì mình cũng thấy rằng nó cũng khá là phù hợp cho một số anh em là chúng ta bắt đầu làm nghề về YouTuber hoặc làm vlog các thứ, hoặc TikTok các thứ, quay video với các bạn thì cũng khá là ok nếu như chúng ta chưa có kinh tế tốt. Đó, đây là cái sản phẩm của nó đây. Thì các bạn có thể đánh giá trực tiếp bằng cái âm thanh thu từ điện thoại. Bây giờ đang là thu từ điện thoại này, và có một đoạn vừa nãy thì mình đã quay trực tiếp bằng thu bằng chính mic này. Và mình cũng sẽ để cái link mua hàng của mình trong cái phần mô tả video, thì các bạn có thể tự vào tham khảo thêm nếu chúng ta có cái nhu cầu mua nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần tới.